Mời quý vị cùng đến với bức tranh toàn cảnh về sự kiện chính trường thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Những thông tin chính yếu sau đây sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Nga không kích kỳ ép lần thứ 17 trong tháng 5 Trung Quốc đề xuất kế hoạch để Nga kiểm soát một số khu vực ở Ukraine. Moscow bị máy bay không người lái tấn công, nhiều người sơ tán. Thủ đô Kiev bị tấn công 3 lần trong 24 giờ. Nga phát lệnh bắt thượng nghị sĩ Mỹ vì những bình luận về cuộc chiến Ukraine. Nga không kích Kiev lần thứ 17 trong tháng 5. Các hệ thống phòng không của Kiev đã bắn hạ các tên lửa lao tới, trong khi còi báo động không kích vang lên ở một số khu vực khác vào ngày 30 tháng 5. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn, đừng rời khỏi nơi trú ẩn. Thị trưởng Vitali Kalisko của Kiev cho biết trên ứng dụng Telegram. Các mảnh vỡ rơi xuống một số quận của thủ đô Kiev, bao gồm cả các khu phố Podil và Perchesky, một cô gái 27 tuổi bị thương ở quận Holosinski, phía tây nam thành phố. Cuộc không kích vào ngày 30 tháng 5 là cuộc tấn công thứ 17 của Nga vào thủ đô Kiev trong tháng 5. Thành phố này bị tấn công hai lần vào hôm 29 tháng 5, trong đó có một cuộc không kích bất thường vào ban ngày. Trong lần thừa nhận hiếm hoi về thiệt hại đối với mục tiêu quân sự, Ukraine cho biết một đường băng đã bị hư hại và năm máy bay đã ngừng hoạt động ở khu vực Menitsky, phía tây Ukraine vào ngày 29 tháng 5. Trong khi đó, hãng tin RIA dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn một căn cứ không quân Ukraine đã bị tấn công. Tuy nhiên, phía Ukraine không có tuyên bố xác nhận về thiệt hại đối với các căn cứ không quân khác. Giới chức Ukraine cho biết hầu hết máy bay không người lái và tên lửa của đối phương trong đợt tấn công hôm 28 và 29 tháng 5 đều đã bị bắn hạ. Tổng thống Zelensky đã ca ngợi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp. Các cuộc không kích của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị phản công với sự hỗ trợ của vũ khí phương Tây nhằm chiếm lại các phần lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Nga đã liên tục tấn công thủ đô Kiev của Ukraine trong tháng 5 bằng cách sử dụng kết hợp máy bay không người lái và tên lửa, chủ yếu lúc trời còn tối. Theo hãng tin Reuters, đây rõ ràng là nỗ lực của Nga nhằm làm suy yếu ý chí chiến đấu của người Ukraine sau hơn 15 tháng xung đột. Ông Sehi Popko, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng thủ đô Kiev, lý giải. Với những cuộc tấn công liên tục như thế này, Nga đang tìm cách khiến dân thường rơi vào tình trạng căng thẳng tâm lý sâu sắc. Quan chức này cho rằng Nga đang tìm cách làm cạn kiệt các nguồn lực phòng không của Ukraine bằng hàng loạt cuộc tấn công liên tục. Trung Quốc đề xuất kế hoạch để Nga kiểm soát một số khu vực ở Ukraine. Trung Quốc phản ứng với một bài báo trên World Trade Journal rằng đặc phái viên của họ về các vấn đề Á-Âu, ông Lý Huy, đã đề xuất một kế hoạch ngừng bắn với các quan chức châu Âu để Nga giữ quyền kiểm soát với các khu vực ở Ukraine mà Nga đang chiếm đóng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói, Ngoại trưởng Ukraine đã công khai tuyên bố rằng ông ấy đã tiếp xúc với tất cả các bên và không bên nào cho thấy đặc phái viên Lý Huy đã đưa ra tuyên bố như World Chechone đưa tin. Bà Mao nói rằng ông Lý đã giải thích rõ hơn về lập trường của Trung Quốc và tăng sự đồng thuận quốc tế trong khi gặp gỡ các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuối tuần trước, khi ông Lý kết thúc chuyến công du kéo dài gần 2 tuần tới Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức, trụ sở Bruxelles của Liên minh châu Âu và Nga. World Treasury đưa tin ông đã đề xuất một lệnh ngừng bán ngay lập tức với nội dung đem lại lợi thế cho phía Nga. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết máy bay không người lái đã tấn công thủ đô Nga vào sáng nay 30 tháng 5 làm hư hại một số tòa nhà. Ông Sobyanin đã ra lệnh sơ tán cư dân khỏi hai chung cư bị nhắm mục tiêu, theo một số tin nhắn được đăng trên Telegram. Các quan chức khẩn cấp nói với RIA Novosti rằng hai máy bay không người lái đã tấn công các tòa nhà dân cư cụ thể vụ việc xảy ra trên phố Porosoyu-Naya và vụ việc tiếp theo xảy ra trên phố alasova thuộc quận novaja moscow tuy nhiên không có ai bị thương trong các vụ tấn công trên thống đốc vùng moscow andrei vorobiov đã viết trên telegram rằng một số máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không bắn hạ khi chúng đang bay về phía thành phố trên kênh telegram short đã đăng một video chưa được xác minh về hình ảnh phá hủy một máy bay không người lái giữa không trung ngoài ra phóng viên của sputnik tại Karasnogos đã nghe thấy một tiếng động lớn như tiếng nổ. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin kêu gọi người dân chỉ tin vào các nguồn chính thức và không phổ biến thông tin chưa được kiểm chứng. Ông nhấn mạnh rằng tất cả cơ quan phản ứng nhanh đều có mặt tại hiện trường xảy ra sự cố và không có thường tích nghiêm trọng nào do cuộc tấn công của máy bay không người lái. Chính quyền quận Tây Nam Moscow thông tin với Sputnik, các cư dân ở ba lối vào của ngôi nhà trên đường Poroso-Junaja đã được sơ tán. Vụ tấn công xảy ra sau khi hai máy bay không người lái của Ukraine cố gắng tấn công vào Điện Kremlin vào đầu tháng này nhưng không thành công. Moscow cáo buộc Kiev âm mưu ám sát ông Putin và thề rằng sẽ trả đũa. Kiev phủ nhận trách nhiệm. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng chúng tôi không tấn công Putin hay Moscow. Moscow nằm cách Ukraine hơn 1.000 km, hiếm khi trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine mặc dù các cuộc tấn công như vậy đã trở nên phổ biến hơn ở những nơi khác của Nga. Ít nhất một người đã thiệt mạng và bốn người bị thương trong cuộc tấn công thứ ba của Nga nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine trong 24 giờ qua. Theo hãng tin Reuters, thông tin trên do các quan chức Ukraine đưa ra vào ngày hôm nay. Họ cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy hơn 20 máy bay không người lái. Ông Serhiy Popko, lãnh đạo cơ quan quân quản của Kiev cho biết trên mạng xã hội Telegram, cuộc tấn công rất lớn, đến từ nhiều hướng khác nhau, diễn ra theo nhiều đợt. Theo giới chức Ukraine, đây là vụ tấn công thứ hai gây chết người vào thủ đô Kiev trong tháng 5 và là vụ tấn công thứ 17 kể từ đầu tháng. Trong vụ này, một người thiệt mạng khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi trúng một tòa nhà chung cư cao tầng, gây ra hỏa hoạn. Hai tầng trên của tòa nhà ở quận Holosinsky đã bị phá hủy. Lực lượng khẩn cấp đang tiếp tục tìm kiếm những người rơi đống đổ nát Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Kalisko thông báo có 4 người bị thương và 20 người phải sơ tán. Ông Kalisko cho biết thêm trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram. Đêm nay, tiếng nổ vang lên ở nhiều khu vực trong thành phố. Ông nói rằng các mảnh vỡ đã rơi xuống một số quận và các khu vực vẫn đang làm rõ thiệt hại. Trong tháng 5, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine bằng cách sử dụng kết hợp máy bay không người lái và tên lửa, chủ yếu là vào ban đêm. Theo thông tin sơ bộ, các cuộc tấn công vào ngày 30 tháng 5 chỉ có máy bay không người lái. Hiện chưa rõ Nga đã phóng bao nhiêu máy bay không người lái. Nga hiện chưa bình luận về vụ tấn công này. Bộ Nội vụ Nga vào hôm thứ Hai đã ban lệnh bắt giữ Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham sau những bình luận của ông này liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Trong cuộc gặp của ông vào thứ Sáu tuần trước với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Graham, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa của bang Nam Carolina đã nói rằng binh sĩ Nga đang chết và mô tả sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine là số tiền tốt nhất mà chúng tôi đã từng chi tiêu. Một đoạn video ngắn do văn phòng Tổng thống Ukraine đăng tải với phát biểu này và đăng tải lên đã gây ra sự phẫn nộ ở Nga. Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã bình luận vào hôm Chủ nhật rằng, thật khó có thể tưởng tượng được một điều nào đáng xấu hổ hơn việc có một thượng nghị sĩ như vậy. Ủy ban Điều tra Nga, cơ quan điều tra tội phạm hàng đầu của đất nước, đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với ông Graham và Bộ Nội vụ Nga đã ban hành lệnh bắt giữ ông. Ông Graham nằm trong số hơn 200 thành viên của Hội Mỹ mà Moscow đã cấm nhập cảnh vào Nga vào năm ngoái. Làm kẻ thù của Mỹ là rất tệ, nhưng làm bạn với Mỹ còn nguy hiểm hơn. Thưa quý vị, gần đây những thảo luận về cuộc đối đầu giữa phương Tây, mà dẫn đầu là Mỹ và Nga đang chiếm phần lớn trong không gian truyền thông mà ít chú ý tới cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong cuộc đối đầu với Nga, một số lượng lớn các biện pháp trừng phạt đã được áp dụng để phá hủy nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, trong khi chúng gây ra thiệt hại nhỏ cho Nga thì lại giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế phương Tây, đặc biệt là nền kinh tế của châu Âu. EU thực sự đã tự nguyện từ bỏ năng lượng và các nguồn tài nguyên khác của Nga, dẫn đến giảm sản xuất, dòng vốn chạy sang Mỹ, lạm phát cao và mức sống của người dân các nước châu Âu giảm đáng kể trên thực tế để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với nga người mỹ đã hy sinh đồng minh quan trọng nhất của mình là châu âu mục tiêu ban đầu của mỹ là phá hủy nền kinh tế nga từ đó sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn xã hội và thay thế giới lãnh đạo nga hiện nay bằng một chính quyền thần mỹ tiếp theo sẽ là sự phân chia nước nga thành nhiều phần theo kịch bản nam tư sau khi đạt được mục tiêu này người mỹ đã lên kế hoạch tập trung vào trung quốc theo kịch bản nga để ngăn chặn và tạo ra các mối đe dọa đối với Nga, người Mỹ đã bao vây nước này bằng các quốc gia không thân thiện. Sử dụng phương pháp tương tự, họ quyết định bao vây Trung Quốc bằng các quốc gia không thân thiện khác. Điều mà đối với người Mỹ có thể là một sai lầm chết người, bởi vì bây giờ họ cần phải đối đầu đồng thời với hai quốc gia. Một công xưởng thế giới, Trung Quốc, có sản lượng nhiều hơn cả Mỹ, EU và Nhật Bản cộng lại, và một siêu thị tài nguyên, Nga, chiếm khoảng 40% tài nguyên của thế giới. Người Mỹ đã thất bại trong việc chỉ đạo Ấn Độ chống lại Trung Quốc hành động của họ đã dẫn đến việc giải quyết tranh chấp biên giới ấn độ trung quốc làm giảm căng thẳng và cải thiện quan hệ và hợp tác sâu sắc hơn giữa hai quốc gia này nhưng người mỹ là những người vui tính tuyệt vời họ quyết định tiếp cận từ phía bên kia bằng cách lái tàu ngầm hạt nhân đến bờ biển triều tiên họ quyết định khiêu khích để triều tiên tăng cường tiềm năng hạt nhân và dưới chiêu bài bảo vệ mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện của họ ở hàn quốc thông thường để tạo ra các mối đe dọa ở đâu thì người mỹ thường hay lái tàu sân bay đến đó và ông Trump đã thử làm điều này nhưng khi biết rằng đồng chí Kim có thể dễ dàng tấn công và tiêu diệt toàn bộ cả nhóm tác chiến tàu sân bay thì phương án lái tàu ngầm là ít rủi ro nhất để khiêu khích đồng chí Kim và biện minh cho sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của họ ở Hàn Quốc bắt đầu với Nhật Bản và Hàn Quốc người Mỹ quyết định thành lập một NATO bé bé ở Châu Á mặc dù thực tế là người Hàn Quốc vẫn không thể quên những tội ác của người Nhật trong Thế chiến thứ hai Nhân tiện người Nhật không chỉ bị người Hàn Quốc mà cả người Philippines cũng căm ghét vì sự tàn ác của họ khiến ngay cả Đức Quốc xã cũng phải rung mình. Nhưng dù sao thì giới lãnh đạo thân Mỹ của Philippines cũng đã đồng ý xây dựng các căn cứ Mỹ trên lãnh thổ của họ để tạo ra các mối đe dọa đối với Trung Quốc. Ngoài Philippines, người Mỹ còn muốn đưa Thái Lan vào liên minh. Với Việt Nam thì khác, người Mỹ đã thất bại bởi vì Việt Nam luôn nhớ những gì mà người Mỹ đã làm trên lãnh thổ Việt Nam. Người Việt không thích người Trung Quốc nhưng lại càng không thích người Mỹ và do đó họ không muốn tham gia vào chiến dịch chống lại người trung quốc các kế hoạch của mỹ trông thật tuyệt vời bởi vì họ có xu hướng đối đầu với các quốc gia coi trung quốc là đối tác thương mại chính nếu chúng ta nhớ làm thế nào các quốc gia đông âu được đưa vào nato thì kế hoạch của mỹ sẽ không quá viển vông ở châu á chúng ta cũng đang thấy điều tương tự ở nhật bản ở philippines ở hàn quốc và những chính quyền thân mỹ và họ sẽ đưa ra những quyết định mà người mỹ cần ở thái lan rất có thể một chính phủ do mỹ kiểm soát cũng sẽ lên nắm quyền những hành động như vậy của giới lãnh đạo các quốc gia trên chắc chắn sẽ dẫn đến sự phá hủy nền kinh tế của họ nhưng người mỹ không quan tâm lắm đến điều này một vùng lãnh thổ khác là đài loan mỹ muốn sử dụng lãnh thổ này để kích động cuộc xung đột với trung quốc sai lầm lớn nhất của giới lãnh đạo đài loan là tạo ra cơ sở sản xuất chất bán dẫn ở arizona sau khi cơ sở này đi vào sản xuất thì người mỹ sẽ không cần đến đài loan nữa để khiêu khích Trung Quốc, người Mỹ đang bơm vũ khí vào Đài Loan cùng với những lời hứa đảm bảo an ninh, đồng thời kích động tâm lý chống Trung Quốc trên hòn đảo này. Trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, không thể không nhắc đến Australia, quốc gia là thành viên của liên minh AUKUS mới thành lập bao gồm Mỹ, Úc và Anh. Người Mỹ đã ép buộc Australia phải mua 4 tàu ngầm hạt nhân với cái giá trên trời với lý do là rất cần thiết để bảo vệ các tuyến đường thương mại khỏi đối tác thương mại chính của họ là Trung Quốc trong trường hợp quan hệ với Trung Quốc dạn nứt, nền kinh tế Úc sẽ sụp đổ. Nhưng tất nhiên là giới lãnh đạo thần Mỹ của nước này không quan tâm. Có một câu nói khá hay mà tôi không nhớ là của ai. Đó là làm kẻ thù của Mỹ là rất tệ, nhưng làm bạn với Mỹ còn nguy hiểm hơn. Mỹ tồn tại bằng cách hấp thụ nền kinh tế của các quốc gia khác. Và khi cần phải tự cứu mình, trước hết họ sẽ hấp thụ nền kinh tế của các đồng minh. Châu Á có đang chờ đợi điều tương tự như đã xảy ra với châu Âu hay không? Nước Mỹ bên bờ vực vỡ nợ nếu Quốc hội và Nhà Trắng không đạt được thỏa thuận về trần nợ công trước ngày 1 tháng 6, Mỹ sẽ vỡ nợ kỹ thuật. Giới chuyên gia cảnh báo điều này sẽ dẫn tới những hệ lụy thảm khốc đối với nền kinh tế Mỹ và hiệu ứng domino đối với kinh tế toàn cầu. Vậy có lối thoát nào cho nước Mỹ và giúp nền kinh tế thế giới tránh được những rủi ro hay không? Còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày 1 tháng 6, thời hạn mà Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo rằng chính phủ liên bang có thể không trả được tất cả các khoản nợ của mình. Trên NBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã tái khẳng định điều này khi nói rằng ngày mùng 1 tháng 6 vẫn là một khoảng thời gian khó khăn, đồng thời nói thêm rằng khả năng cầm cự được đến ngày 15 tháng 6, trong khi có thể thanh toán tất cả các khoản nợ của chúng ta là khá thấp. Theo tờ Economist, trước đây Mỹ từng phải đối mặt với những thời hạn như vậy, khiến các nhà quan sát tin rằng họ sẽ một lần nữa nâng trần nợ công vào phút cuối. Tuy nhiên, các chính trị gia hiện khó tính hơn so với những lần bế tắc trước đây và không ai có thể nói chắc được điều gì. Hai bên vẫn còn chia rẽ sâu sắc về cách thu hẹp thâm hụt ngân sách liên bang, trong đó có các nghị sĩ Mỹ dân chủ cho rằng những người có thu nhập cao và giới doanh nghiệp nên nộp nhiều tiền thuế hơn, còn các nghị sĩ cộng hòa lại muốn cắt giảm chi tiêu. Trong khi đó hiện tại Mỹ đang có các luật chi tiêu mâu thuẫn với nhau. Cụ thể vào tháng 12 năm 2021, Quốc hội đã cho thông qua dự luật với một câu duy nhất, cho phép tăng trần nợ công lên một con số mà sẽ sớm không còn đủ để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của Mỹ. Tuy nhiên, một năm sau, vào tháng 12 năm 2022, Quốc hội đã ban hành một luật chi tiêu rất chi tiết, đạo luật phân bổ ngân sách hợp lý nhất năm 2023. Luật công này dài 1.653 trang, quy định các khoản ngân sách hàng năm của Quốc hội cho hầu hết các cơ quan và chương trình liên bang, cũng như yêu cầu các khoản thanh toán từ Bộ Tài chính cho các chương trình phúc lợi, ngoại trừ những chương trình được phân bổ vĩnh viễn. Vậy Tổng thống Biden phải hành động ra sao để hoàn thành nhiệm vụ chăm lo, để luật pháp được thực thi một cách trung thực? được quy định trong Điều 2, mục 3 của Hiến pháp Mỹ. Charlie Koninsburg, một chuyên gia về luật tài chính, từng là cố vấn của Ủy ban Tài chính Thượng viện, chịu trách nhiệm soạn thảo luật trần nợ công cho rằng có hai quy tắc xây dựng luật định cần tuân thủ. Đầu tiên, khi hai luật xung đột, luật mới hơn sẽ thắng thế. Đây là quy tắc về thời gian gần nhất. Thứ hai, khi hai luật xung đột, luật cụ thể sẽ thắng thế so với luật chung chung. Đây là quy tắc cụ thể. Dựa trên cả hai nguyên tắc, theo luật, Tổng thống Biden phải ưu tiên cho các khoản phân bổ cụ thể được ban hành vào tháng 12 năm 2022 so với đạo luật chung về việc nâng mức trần nợ công được ban hành một năm trước đó. Trách nhiệm theo hiến pháp của Tổng thống trong việc thực thi các luật phân bổ ngân sách hiện hành được hỗ trợ thêm bởi đạo luật kiểm soát tịch thu năm 1974, khiến cho Tổng thống không được phép giữ lại các khoản chi tiêu đã được Quốc hội ban hành, trừ khi Quốc hội ban hành các bãi bỏ cụ thể đối với thẩm quyền ngân sách không có quy chế hay tuyên bố nào về ý định lập pháp cho thấy quốc hội có ý định hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào của luật phân bổ ngân sách tháng 12 năm 2022. Còn việc chi tiêu cho các chương trình được phân bổ vĩnh viễn như an sinh xã hội và Medicare, trong đó các khoản phân bổ đã được ban hành trước khi mức trần nợ công được đưa ra thì sao? Ở đây cũng vậy, Tổng thống được yêu cầu thực thi một cách trung thực các luật đã được ban hành mà có tính cụ thể cao hơn nhiều so với luật trần nợ công chung trung hơn. An sinh xã hội và Medicare được ban hành trong đạo luật an sinh xã hội với các đảm bảo pháp lý cụ thể rằng Bộ Tài chính sẽ thanh toán các khoản trợ cấp cụ thể cho những người thụ hưởng đủ điều kiện và cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế thay mặt cho những người thụ hưởng. Nghĩa vụ theo luật định của Tổng thống trong việc thanh toán những khoản trợ cấp cụ thể này sẽ quan trọng hơn ngôn ngữ chung của luật trần nợ công. Những ồn ào hỗn độn lặp đi lặp lại về trần nợ công mà người dân Mỹ và các nhà đầu tư trên toàn thế giới đang phải hứng chịu cần phải dừng lại. Đã đến lúc Tổng thống và Bộ Tư pháp phải làm rõ rằng Tổng thống có nghĩa vụ theo hiến pháp và theo luật định để thực thi các luật về chi tiêu và phúc lợi của Quốc hội Mỹ. Đến đây, thời lượng của bản tin thời sự quốc tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức từ chúng tôi. Rất mong được gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh tin tức Việt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.